Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Uncheck Share. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của liên họ bạo chúa Tyrannosauridae, nói về phía nam của lục địa Laramidia. Vùng đất phía nam lục địa Laramidia cũng là quê hương của một số lượng đáng kể các thành viên trong liên họ Tyrannosauridae. Các khủng long bạo chúa phía nam lục địa Laramidia mang một số đặc điểm khác biệt với các họ hàng ở phía bắc của chúng. Do đó, có khả năng các biến động về khí hậu hay địa lý đã chia cắt các quần thể khủng long bạo chúa ở hai đầu của lục địa Laramidia, dẫn đến sự tiến hóa của chúng diễn ra theo các hướng khác nhau. Bista Hivisor được chính thức đặt tên vào năm 2010. Trước đây, sự tồn tại của các họ hàng T-Rex ở khu vực mà ngày nay là Tây Nam Bắc Mỹ vẫn là một dấu hỏi lớn khi đa số các hóa thạch phát hiện được chỉ là những mảnh xương hoặc một số răng không đủ cơ sở để xác định chủng loài. Trong giai đoạn năm 1990 đến 1998, có đến 4 bộ hóa thạch thuộc về loài khủng long bạo chúa này được khai quật trong các khu vực thuộc hệ tầng Fruitland và Curdland tại bang New Mexico. Nổi tiếng nhất trong số đó là mẫu vật NMMNHP27469 hay còn được mệnh danh là Bistibis, bao gồm hộp sọ tương đối hoàn chỉnh của các mảnh xương thân ở một cá thể trưởng thành, được phát hiện trong vùng đất hoang dã Bistidinazin thuộc bang New Mexico. Ban đầu, đây được cho là phần còn lại của một loài khủng long ăn thịt tên là Oblisodon mirandus hoặc một số phân loài mới thuộc chi Dasplatosaurus. Và phải đến hơn 10 năm sau, các nhà nghiên cứu mới xác định được đây là hóa thạch của một chi Tyrannosauroid chưa từng được biết đến trước đây. Loài khủng long mới này được gọi là Bista Hivisor Selayi, có nghĩa là kẻ hủy diệt vùng Bisti. Tên loài Selayi được đặt theo người phát hiện mẫu vật định danh là Paul Seeley. Trong phân loại mới năm 2020 của Voris, Bista Hivisor được xếp vào nhánh các Euteranosauria chung với Dryptosaurus, Aplakiosaurus và có quan hệ gần gũi với họ Tyrannosauridae, bao gồm cả những tổ tiên trực hệ của T-Rex. Do đó, nó mang nhiều đặc điểm sơ khai của các loài khủng long bạo chúa, nhưng điểm đáng chú ý nhất của loài khủng long này là sở hữu một hộp sọ tương đối ngắn và cao hơn rất nhiều loài khủng long bạo chúa thế hệ sau như Gorgosaurus hay Albertosaurus. Đặc điểm này sau đó lại được tái lập ở các khủng long bạo chúa cuối cùng như T-Rex hoặc Tarbosaurus. Điều này cho thấy cấu trúc hộp sọ là một đặc điểm thay đổi theo cách thức săn mồi hơn là theo xu hướng tiến hóa chung của các loài khủng long bạo chúa. Cấu trúc hộp sọ cao cho thấy con vật sở hữu một lực cắn cực mạnh từ các cơ hàm rất khỏe. Ngoài ra, ngay trên ổ mắt còn có dấu tích của một hố, khả năng là một túi khí để làm giảm trọng lượng của hộp sọ. Cấu trúc này không gặp ở các con non, do đây là một trong những thay đổi trong quá trình trưởng thành của con vật. Khi đó, kích thước và cân nặng của hộp sọ cũng tăng theo trọng lượng của cơ thể, nên sự xuất hiện của các túi khí để làm nhẹ hộp sọ là một điều cần thiết. Bista Hivisor sở hữu đến 64 chiếc răng, khá nhiều so với một khủng long bạo chúa, trong khi T-Rex chỉ có 54 chiếc. Ngoài ra, nó còn có một cấu trúc phức tạp ở phần trán đóng vai trò như một cái khóa giúp ổn định cấu trúc hộp sọ, hạn chế sự di lệch của các khớp. Một con Bista Hivisor có thể dài từ 8 đến 9 mét và nặng khoảng 2,5 đến 3,6 tấn, tương đương với kích cỡ của một thành viên trong gia đình khủng long bạo chúa khác là Dasplatosaurus, kẻ thống trị miền Bắc Laramidia cùng thời đại với Bista Hivisor. So với T-Rex thì Bista Hivisor chỉ là một loài khủng long có kích thước trung bình nhưng cũng đủ để trở thành sinh vật ăn thịt đầu bảng ở trong lãnh địa của chúng. Littronax. Vào năm 2009, Scott Richardson, nhân viên của Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ, đã tìm được một mảnh xương mũi và xương cổ chân của một loài theropod chưa được xác định, nằm lẫn trong những vách đá hiểm trở tại Grand Staircase, là đài tưởng niệm quốc gia Escalante, miền nam bang Utah. Các chuyên gia của Đại học Utah khi được tham vấn đã tỏ ra rất hứng thú, dù cũng có phần dè dặt trước thông tin này do trước đây chưa có bất cứ một hóa thạch theropod nào đã được phát hiện trong khu vực này. Các chuyên gia nhận định đây có khả năng là một loài khủng long bạo chúa chưa từng được biết đến trước đây. Trong suốt một năm sau đó, phần còn lại của bộ hóa thạch đã được khai quật cẩn thận bởi các nhà khoa học thuộc Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah. Kết quả cuối cùng là một hộp sọ tương đối hoàn chỉnh được đưa lên mặt đất với ký hiệu UMNHVP20200. Đây là cơ sở để nhà khảo cổ Mark Lowen đặt tên cho loài khủng long mới này là Littronax argentis.
Giống như đa số các khủng long trong đại gia đình Tyrannosaurus đi khác, Little Neck mang một cái tên cho thấy đây là một kẻ săn mồi vô cùng tàn bạo. Nó có nghĩa là vị vua đẫm máu. Trong khi đó, Argentis có cách là nhà thơ Hy Lạp cổ đại Homer là cơn gió Tây Nam. Đây là cái tên gợi nhớ đến nơi phát hiện được hóa thạch đầu tiên. Little Neck thống trị khu vực miền Nam Laramidia vào khoảng từ 79,9 đến 80,6 triệu năm trước. Do đó, đây là một trong những họ hàng cổ xưa nhất của T-Rex từng được biết đến ở Bắc Mỹ, thậm chí xuất hiện trước cả Teratophonius ít nhất 2 triệu năm. Điều đáng tiếc là ngoài phần hộp sọ tương đối hoàn chỉnh ra thì vẫn chưa tìm được nhiều các bộ phận còn lại. Ban đầu, con vật được ước tính dài khoảng 7,3 đến 8 mét và nặng khoảng 2,5 tấn hay có thể lớn hơn. Vào năm 2016, nhà khảo cổ người Mỹ Gregory Scorpo ước lượng kích thước của Little Neck chỉ vào khoảng 5 mét và nặng khoảng 500 kg. Little Neck có thể có cấu trúc gần tương tự với những người họ hàng của nó khi sở hữu một chi trước nhỏ, trái ngược với các chi sau to khỏe. Không loại trừ khả năng nó cũng có lông giống như một số khủng long trong liên họ Tyrannosaurus. Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất của nó là chính có một hộp sọ tương đối ngắn và cao so với phần đông các họ hàng ở phía bắc Laramidia hay châu Á. Kiểu hình này cũng tồn tại ở các chi khủng long bạo chúa phương Nam khác như Bistahivisor và Teratophonius. Hiện vẫn chưa rõ cấu trúc hộp sọ này là do sự thay đổi để thích nghi với điều kiện sinh thái, hoặc có thể do các chi này đã bị cô lập với các họ hàng ở phía bắc dẫn đến sự tiến hóa xảy ra theo hướng khác. Khả năng khác đây chính là đặc điểm nguyên thủy của các khủng long bạo chúa, sau đó đã biến mất khi chúng di cư về phương Bắc. Tuy nhiên, cấu trúc này một lần nữa lại được thấy ở các loài khủng long bạo chúa cuối cùng như T-Rex hay Tarbosaurus. Phần hộp sọ mở rộng về phía sau tạo nên một chỗ bám cho những cơ hàm cực khỏe. Ngoài ra, Little Neck còn có ổ mắt gần như hướng về phía trước, cho phép con vật sở hữu thị trường hai bên giống như hai loài khủng long kể trên. Mặc dù vậy, nó không phải là tổ tiên trực hệ của T-Rex hay là Tarbosaurus mà giống như một họ hàng gần gũi hơn, theo lời đại diện của Randall Amos của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah. Trong khi đó, Mark Lowen, người đã công bố phát hiện về loài khủng long này đã cho rằng Little Neck có chung tổ tiên với T-Rex và đã tách thành hai dòng riêng biệt từ rất lâu. Do đó, chúng chia sẻ nhiều đặc điểm chung dù cho Little Neck đã tồn tại rất lâu trước thời đại của T-Rex. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều bí ẩn về các loài khủng long bạo chúa cần được khám phá. Tuy nhiên, vào năm 2017, hai nhà khảo cổ học người Mỹ là Stephen Brusset và Thomas Carr không đồng ý với giả thuyết này của Lowen và cho rằng Little Neck cũng như Teratophonius là những loài Tyrannosaurini sơ khai. Teratophonius. Cái tên Teratophonius nghĩa là kẻ giết chóc tàn bạo, một cách đặt tên rất phổ biến đối với các thành viên thuộc đại gia đình khủng long bạo chúa. Cho đến nay, chi khủng long này chỉ bao gồm một loài duy nhất, đó chính là Teratophonius currie, nhằm vinh danh một nhà khảo cổ Philip John Curry. Hóa thạch của Teratophonius được tìm thấy tại khu vực thuộc hệ tầng Kaiparowit, ngày nay thuộc vào bang Utah. Loài khủng long bạo chúa có kích thước trung bình này sống vào giai đoạn Campan ở cuối kỷ Creta vào khoảng 76 đến 77 triệu năm trước. Mẫu vật định danh BYU-8120 bao gồm một hộp sọ không hoàn chỉnh và một số mảnh xương thân. Ban đầu, các hóa thạch này được cho là thuộc về 4 cá thể khác nhau, tuy nhiên sau đó đã được xác định lại là của duy nhất một con Teratophonius chưa trưởng thành. Tiến sĩ Thomas Carr đã ước tính con vật dài khoảng 6 mét và nặng khoảng 667 kg. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sau đã cho rằng kích thước thực tế của nó có thể lớn hơn, có thể dài từ 8 mét và nặng khoảng 2,5 tấn. Cũng giống như Little Neck và Bistahivisor, Teratophonius có hộp sọ tương đối ngắn và cao, đồng thời cũng mang rất nhiều đặc điểm nguyên thủy của những loài khủng long bạo chúa. So sánh với Ambectosaurus, hộp sọ của Teratophonius ngắn hơn khoảng 23% tính từ hố trước, ổ mắt đến chóp mũi. Cấu trúc này cho thấy kẻ săn mồi đáng sợ này cũng sở hữu những cơ hàm cực khỏe cùng lực cắn rất mạnh. Lý giải về kiểu hình của nó nói riêng và các chi khủng long bạo chúa ở phía nam của lục địa Laramidia nói chung, có thể là do mực nước biển dâng cao đã thúc đẩy sự hình thành nên những dạng núi chia cắt hai lục địa này thành hai nửa, dẫn đến sự tiến hóa theo các hướng khác nhau của các loài khủng long ở hai miền. Trong đó các chi ở phương Nam thì vẫn giữ lại những đặc điểm nguyên thủy trong suốt một thời gian dài. Ban đầu, Teratophonius được cho là thuộc về phân họ Tyrannosaurini, tức là có quan hệ rất gần gũi với Tarbosaurus và Tyrannosaurus, giữ một vị trí nằm giữa cây tiến hóa giữa hai loài khủng long này và Daspletosaurus.
Tuy nhiên, trong một bài báo công bố về Thanatopterites, nhà khảo cổ Jeff Voorhees, nhà nghiên cứu sinh của Đại học Calgary Alberta, Canada, đã tách chi khủng long này thành một nhánh riêng chưa đặt tên, bao gồm cả Lithronax và Deinomotherer. Cuối năm 2014, tại mỏ đá Rainbow and Unicorn thuộc hệ tầng Kaiparowit, Nam Utah, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hóa thạch của một nhóm từ 4 đến 5 cá thể Teratophonius có độ tuổi từ 4 đến 22 tuổi năm gần nhau. Có khả năng 7 Teratophonius này đã đăng xuất đồng loạt do bị lũ quét hoặc do cháy rừng hay hạn hán. Phát hiện này được công bố vào năm 2021 và cho thấy rằng có khả năng Teratophonius là loài săn mồi theo bầy đàn. Susquehannus. Mẫu vật định danh MSM-P4754 bao gồm một phần hộp sọ và một số xương thân được phát hiện năm 1998 tại bồn địa Zuni bởi cậu học sinh trung học 16 tuổi Sterling Nesbitt. Người sau này trở thành một nhà khảo cổ nổi tiếng, tác giả của hơn 100 công trình nghiên cứu trong lĩnh vực này và hiện đang là phó giáo sư của Đại học Virginia Tech. Bộ hóa thạch do Nesbitt phát hiện được có niên đại vào khoảng 92 triệu năm trước và thuộc về một cá thể theropod có tuổi đời ít nhất là 3 tuổi. Ban đầu, người đứng đầu của cuộc khai quật tại bồn địa Zuni, khi đó là tiến sĩ Dov Wolf, cho rằng đây là phần còn lại của một loài raptor Hydromaeosaur. Tuy nhiên, trong suốt hai thập kỷ sau đó, các nhà khoa học vẫn không chắc chắn đây là hóa thạch của loài khủng long nào. Mãi cho đến năm 2019, Nesbitt lúc này đã là một nhà khảo cổ nổi tiếng, tham gia vào việc xác định danh tính của loài khủng long năm xưa mình đã phát hiện. Và cuối cùng, họ đã chứng minh được rằng đây là một họ hàng nhỏ bé của khủng long bạo chúa T-Rex nổi tiếng. Loài khủng long mới được định danh này được gọi là Susquehannus, dựa theo chữ Susque trong tiếng thổ dân Zuni để chỉ loài sói đồng cỏ Coyote, trong khi tên loài Hazely được đặt nhằm vinh danh bà Hazel Goffey, vợ của giáo sư Dov Goffey, đồng thời cũng là người đã phát hiện ra bãi hóa thạch tại bồn địa Zuni và là người ủng hộ tích cực các hoạt động khảo cổ diễn ra tại đây. Việc phát hiện được Susquehannus đóng vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu về sự tiến hóa của các loài khủng long bạo chúa. Tổ tiên của T-Rex hay Tarbosaurus ban đầu chỉ là những loài khủng long nhỏ bé được cho là khởi nguồn từ giữa kỷ Jura, đầu kỷ Creta, trước khi tiến hóa thành những kẻ ăn thịt khổng lồ nổi tiếng này vào nửa cuối kỷ Creta. Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng về sự tồn tại của các Tyrannosaurus nằm giữa hai cột mốc này. Trước Susquehannus, chỉ có duy nhất một loài Tyrannosaurus được phát hiện trong giai đoạn này là Trimolenga enotica ở Uzbekistan. Tuy nhiên, các hóa thạch này tương đối hoàn thiện và đồng nhất hơn so với các phần còn lại của Trimolenga, do đó cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về giải phẫu, đặc biệt là ở hai chi sau, của các Tyrannosaurus sống vào giữa kỷ Creta. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều điểm mà chúng ta chưa được biết rõ về loài khủng long tổ tiên của T-Rex này, chẳng hạn như nó có bao nhiêu móng vuốt ở các chi trên hay kích thước tối đa của một con trưởng thành có thể đạt được là bao nhiêu kg khi mẫu vật tìm được chỉ là một cá thể chỉ có 3 năm tuổi. Dù còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, nhưng việc phát hiện được Susquehannus không chỉ đóng một vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu về sự tiến hóa của các loài khủng long bạo chúa, mà còn cho thấy rằng sự phong phú của quần xã khủng long giai đoạn Turon ở kỷ Creta tại khu vực Zuni hay đồi Moreno vốn rất hiếm gặp ở các nơi khác trên thế giới. Deinomotherer. Cũng đến từ vùng đất New Mexico của giai đoạn Campan, tuy nhiên các hóa thạch của Deinomotherer lại thuộc về hệ tầng Menifee. Các hóa thạch của loài khủng long bạo chúa này được tìm thấy trong một chuyến khảo sát đến bồn địa San Juan, được dẫn đầu bởi Andrew McDonald và Douglas Wolf, CEO của Viện Nghiên cứu Khủng long và Khoa học Địa chất Zuni vào năm 2012. Các mẫu vật này được ký hiệu là UMNHVP28348, bao gồm nhiều phần xương rải rác từ xương trán, một số mảnh sống xương sườn và các xương chi, được tìm thấy ở tập Allison thuộc hệ tầng Menifee, có niên đại cách đây 78,5 triệu năm trước. Khu vực này trước đây là một thảo nguyên ngập nước trù phú với thành phần địa chất đa dạng, bao gồm đá bùn, đá bột kết, đá cát và than. Hiện nay tất cả đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Utah tại thành phố Salt Lake, bang Utah. Vào năm 2018, loài khủng long mới này chính thức được đặt tên là Deinomotherer Deinitis, ghép từ chữ Dynamis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là sức mạnh và Terror trong tiếng Latin có nghĩa là khủng khiếp, còn Deinitis trong tiếng Latin nghĩa là kẻ thống trị. Ngoài ra, cái tên này nhằm gợi nhớ đến một danh pháp đồng nghĩa ít được biết đến của T-Rex là Deinomosaurus Imperiosus, một cái tên yêu thích của một trong những tác giả. Sống cùng thời gian và địa điểm với Deinomotherer còn có một kẻ săn mồi đáng sợ khác là Deinosuchus, một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại trên trái đất.
Năm 2020, tác giả Chan Yu-yun cho rằng không thể xem Deinonychus là một chi khủng long mới do các mẫu vật định danh quá rời rạc và không đủ cơ sở để phân lập, nên ở một chi mới trong đó có hai đặc điểm được cho là đặc trưng cũng hiện diện ở các chi khủng long bọ chúa khác. Ngoài ra, phần xương trán quá vụn vặt khiến khó so sánh các đặc điểm riêng của các chi khủng long bọ chúa. Vừa rồi thì mình và các bạn đã tìm hiểu qua về các loài khủng long thuộc liên họ khủng long bạo chúa Tyrannosauridae. Các bạn thấy sao về các gã bạo chúa này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Và nếu có yêu cầu chúng mình làm về loài nào, hãy đừng ngần ngại mà bình luận luôn cho chúng mình biết. Trước khi chào tạm biệt, mình muốn các bạn hãy cùng ủng hộ, ấn like và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình cũng như không bỏ lỡ những video thú vị khác trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại!